Rồi bây giờ là mình sẽ thay cái mặt remote ambassador này nha. Mình sẽ thay vào cái snare effect, snare main effect. Đó, nó có ba cái rào. Nó có ba cái rào nữa nè, ba cái rào nó khoáng nè ha. Rồi ở trong là cái dây tem single, tức là nó một mặt thôi, một lớp một mặt thôi, dây tem này ở trên cái mặt trên ha. Thì cái này á, nó sẽ rất là hay là các bạn có thể là vừa dùng làm big color snare effect nè. Mình xả ra mình quấn như cái timbal luôn. Nó vừa là timbal vừa là snare luôn. Nó rất là hay ha. Bây giờ tại vì cái mặt zin của nó thì mình sẽ tháo ra, mình sẽ thay cái mặt remote ambassador của Mỹ vô để tăng cái hiệu ứng với cái sao tiếng lên một cái level cao hơn, hay hơn ha các bạn. Rồi, các bạn nói xem nha. Và kỷ niệm của anh Quang Hà Nội ha, từ 2017 2018 tới giờ đúng bền luôn. Mình được anh Quang tặng cho một cây, anh Hương Đen tặng cho một cây, sử dụng kỷ niệm từ 2018 tới bây giờ rồi, ít hơn chứ, từ 2016 2017 từ lúc làm trống tới giờ. Lúc đó ráp trống nhiều quá, cái mấy anh thấy dặn tay tội nghiệp quá, cho nên là mấy anh gửi cho một cái mặt cái súng bắn, còn sử dụng tới giờ luôn nha các bạn, quà kỷ niệm đó. Rồi giờ mình mở ra các bạn xem nè, cái này là gỗ nha chứ không phải là nhựa đâu nha các bạn. Cái này là gỗ đó, nó rất là đẹp nè, nó khoáng. Thì cái này khi các bạn đánh như cái hiệu ứng effect của snare mình nó đẹp lắm. Rồi đây là cái bộ khóa nè, cái bộ này mình siết vô thì nó sẽ ăn cái dây tem này lên cái mặt là nó sẽ ra tiếng snare ha, còn mình xả ra thì nó sẽ là tiếng timbal. Cái này độc á. Rồi nói chung là mặt xịn, đưa vô là fit liền. Bây giờ mình sẽ gắn đây, hồi mình set vô cái chỗ này nè đó. Còn cái bộ này là cái bộ body kit lậu thập cẩm. Rồi các bạn đợi nha. Nói chung là đối với mình đó thì bộ chống mình quan trọng là cái set mặt ha. Cái set mặt nó là quan trọng nha các bạn, chứ không có phải là những cái thứ khác đâu. Như tài chính của các bạn nó ở mức trung bình vừa phải, thì nếu mà không có khá đủ để sử dụng những cái bộ chống mắt tiền cao cấp á, thì mình mua một cái option chống nó vừa phải thôi. Sau đó thì mình sẽ set up một cái bộ mặt nó tương đối là hay nữa các bạn, để nó thay đổi sao tiếng của hiệu ứng của bộ trống mình lên cao hơn thôi. Rồi, khi mình thay mặt ha, thay mặt xong mình sẽ bắt vô cái chân, cái vị trí setup của mình sẽ bắt ngay cái chân hai hép như vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe cái hiệu ứng này nha. Khi mình đánh lên trên này á, thì nó sẽ có cái hiệu ứng của cái tiếng này nó liền nè. Nếu mình muốn một cái snare big color thì mình sẽ kéo cái này lên thôi, mình tăng cái dây tem lên thôi, mình sẽ dặn cái nút này nè các bạn, thì lúc này nó sẽ trở thành cái snare. Rồi mình muốn cái tem ăn nhiều thì mình tuôn lên. Cái snare effect ha. Mình sẽ đánh cho các bạn nghe thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thử cho các bạn nghe nha. Nếu mà bây giờ là nó sẽ là một cái big color snare bình thường nè, thì mình nó sẽ là một cái tiếng như vậy. Này muốn chuyển thành timbal thì các bạn chỉ có mở cái dây tem này ra thôi. Rồi sau khi các bạn mà mở hết cái dây tem này ra thì nó sẽ không có ăn vô cái snare nữa, mà nó sẽ trở thành một cái timbal ha, mà có hiệu ứng của nút khoáng nữa, bạn nghe nè. Đó, rồi còn giờ muốn thành snare thì mình sẽ dặn cái này lên lại ha. Rồi. Rồi, bạn cứ kéo dây tem lên lại là được. Rồi, nó sẽ cái này. Rồi. Rất là tuyệt vời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.